Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 chương trình tin sáng ngày 7 tháng 6 năm 2017. Xin mời quý vị cùng Minh Vi cập nhật qua những thông tin nổi bật ở khu vực châu Á. Hội nghị giao thông vận tải năm 2017 do Trung Quốc chủ trì đã chính thức diễn ra và kéo dài trong 2 ngày. Một trong những nội dung chính của hội nghị năm nay chính là các giải pháp kết nối trong sáng kiến một vành đai một con đường của nước chủ nhà Trung Quốc. Hội thảo giao thông vận tải toàn cầu 2017 có sự tham dự của 5.000 chuyên gia đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và 10 tổ chức quốc tế trong ngành. Nội dung thảo luận của hội nghị chủ yếu xoay quanh những giải pháp giao thông vận tải trong thời gian tới, đặc biệt là việc tận dụng những thành tựu công nghệ. Theo đó, một trong những nội dung được nước chủ nhà Trung Quốc nhấn mạnh chính là kỳ vọng kết nối, phát triển hạ tầng giao thông vận tải nhằm hiện thực hóa sáng kiến một vành đai, một con đường do chính Trung Quốc khởi xướng. 20 đại diện của 20 quốc gia liên quan đến sáng kiến một vành đai, một con đường đã nhất trí thành lập liên minh vận tải quốc tế nhằm tạo đồng bẫy cho sự phát triển của mạng lưới cơ sở hạ tầng kết nối đa quốc gia, hơn 200 vị nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc cũng nhân dịp này giới thiệu những thành tựu mới nhất trong ngành giao thông vận tải nhằm quảng bá thương hiệu của mình. Theo một quan chức Philippines tại Manila, cuộc khủng hoảng Marawi đã khiến cho 180.000 người trở thành người vô gia cư. Tại một cuộc họp báo được tổ chức tại cung điện Malacanang, nơi cư trú của Tổng thống Philippines, phát ngôn viên của Tổng thống ông Ernesto Abella cho biết Tính đến đêm ngày 4 tháng 6, chúng tôi ghi nhận đã có 20 dân thường bị các nhóm khủng bố địa phương giết. Số dân thường được giải cứu là 1.467, số kẻ thù bị giết chết là 120, số vũ khí được thu hồi là 98, số người thương vong của chính phủ là 38. Phát ngôn viên của Tổng thống cũng nói rằng cuộc khủng hoảng đã buộc hơn 37.600 gia đình với hơn 185.000 người rời bỏ quê hương của họ. Chính phủ đã gửi 45,31 triệu peso, tương đương khoảng gần 917.000 đô la Mỹ, bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết như là quần áo, thực phẩm cho những người dân vô tội đang phải chịu đựng khủng hoảng. Chỉ tuần trước, lực lượng vũ trang Philippines trong cuộc không kích những kẻ khủng bố đã vô tình phóng một quả bom vào các trại lính của họ, giết chết một người lính. Để đáp lại vụ việc, người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines nói rằng chiếc máy bay tham gia vụ tai nạn đã bị rút khỏi hoạt động và đang bị điều tra. Tướng Badila nói rằng có khoảng 40 tên khủng bố vẫn còn ở Marawi sau khi lực lượng vũ trang đã giết 8 tên khủng bố vào tuần trước. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào quân khủng bố trong khu vực, bảo vệ người dân địa phương và đảm bảo sự an toàn cho họ. Tổng thống Duterte đã ra lệnh thiết quân luật trên Mindanao, nơi ngày 23 tháng 5, sau vụ tấn công và các nhóm chiến binh Mote. Theo lời nhà lãnh đạo này, thì ông đang cố gắng thành lập một nhóm chuyên phụ trách chống khủng bố quốc tế IS. Trước đó, bạo lực ở hòn đảo phía Nam đã khiến gần 100 người thiệt mạng. Thưa quý vị, lực lượng quân đội Iraq tuyên bố họ đã thực hiện những lần tấn công chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan IS tại thành phố cổ miền Nam Mosul, tiêu diệt nhiều lính IS và đưa tiến trình giải phóng Mosul tới gần với thắng lợi. Quá trình giải phóng Mosul kéo dài trong vòng 6 tháng và hiện đang tiến rất gần tới thắng lợi. Sau khi lực lượng quân đội Iraq chiếm lại được bờ đông thành phố, lực lượng này bắt đầu chiếm lại khu vực bờ Tây. Theo như số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Iraq, lực lượng quân đội phối hợp JLC của nước này tuyên bố đã chiếm được căn cứ của Ansiha vào tối thứ Sáu, tiêu diệt ít nhất 7 lính IS tại đây. Vào ngày 4 tháng 6, lực lượng cảnh sát quốc gia Iraq cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát 60% khu vực do al Zinzili chiếm đóng và lực lượng này tiếp tục tiến vào thành phố cổ từ các hướng khác nhau. Họ đã chiếm được những vị trí quan trọng trong thành phố cổ do IS nắm giữ trước đó, đồng thời giải cứu nhiều dân thường bị kẹt bên trong. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý trong phần 3 của chương trình Tinh sáng kỳ này chính phủ yêu cầu bộ xây dựng cảnh giác với bong bóng bất động sản niên vụ 2017 ngành đều thất thủ do biến đổi thời tiết